quen đi nhỉ, con muốn tự ăn cơ nhỉ. Con lấy đi. Sao nhặt ở đây? Hả?
ra với chị đi. Bye bye. Ra với chị, bye bye đi. Em bay lên nào, em bay lên nào. Bay. Đây. Mẹ làm sắp xong rồi, con tự ăn rồi này, đi xuống rồi, ngon thế nhỉ. Đây mẹ lấy cho. Đây. Này, đói lắm rồi đúng không? Đây đây. Vâng, lấy thì bán cho nha. Để xem thương nhá. Vâng. Ngồi xuống, em phải ngồi xuống. Đói đói rồi nhỉ. Đây chị xem chị xem. Ôi đây đây. Xem thương nó nha.
cơm đi. Nhau ơi, cô này về đây ăn cơm. Xúc cơm tự ăn đi, tự ăn nhá. Tự ăn đi, con tự ăn đi. Ăn đi xúc ăn. Mẹ xới cơm nhé. Đâu rồi ăn đi. Không cầm nó tự ăn. Tập cho quen đi nhỉ. Ăn đi. Con muốn tự ăn cơ nhỉ. Ông ăn đi nhá. Ăn đi anh đang. Ừ, ăn đi. Bảo chị ăn cơm đi. Bảo chị ăn cơm bà đi. Ăn đi. Muốn ăn cơm. Ăn cơm. Đây, ăn đi. Cô ăn. Đây, con ăn đi. Ừ, ăn cơm đi nhé. Vâng. Ngon không? Có. Đâu về đây ăn nhanh. Về đây đó. Thôi kì ăn nha. Có chung. Cho mẹ xin, xin mẹ lấy cơm nhé. Ăn nè. Ăn mồm nè. Qua mưa nhỉ rồi ừ. Nhưng mà không rồi đến mùa ok nhỉ. Các tối hôm qua mưa to phết thế rồi nhà ướt thôi. Thôi cháu ở với em nhé. Để cô lên trên mái thì làm cái lấy cái bạt cô lên được không?
nhờ quá. Hả? Đây bánh nhờ đây này đây. Thở đi. Ăn gì đây? Ăn gì mày ăn với? Hả? Ăn cái gì đấy? Ây dồi. Bánh nhờ đi đâu vậy? Tối nay không phải rột rồi nhỉ? Nói biết tức là chỗ nào nhỉ, đi xem mới được. Cháu ơi, cháu ở nhà với em nhé. Cô đi đâu? Để cô đi xem nước đó. Cô, nước cạn rồi. Bye bye mẹ, đi đâu rồi? Bye bye. Nhẹ phèo này không có nước. Sao ở trên đồng nguồn rồi nhỉ?